Kinh Lăng Nghiêm Hòa thượng tuyên hóa giảng giải ma chướng trên đường tu tập, khai thị và tham vấn. Hòa thượng tuyên hóa giảng kinh thủ Lăng Nghiêm này vào năm 1968, vài năm sau ngài khai thêm pháp hội tham cứu về 50 hiện tượng ấm ma trong kinh thủ Lăng Nghiêm tại Vạn Phật Thánh Thành và Kim Luân Thánh Tự. Trong suốt thời gian pháp hội, tứ chúng đều được tham dự. Hòa thượng giảng giải từng phần của 50 hiện tượng ấm ma, đồng thời chỉ dẫn từng chi tiết phương pháp để tu tập. Phần chú thích dưới đây được trích từ phần tham hỏi của các đệ tử và lời khai thị của Hòa thượng. Một Hòa thượng giảng vào tháng riêng năm 1983 Tất cả mọi người đều thích tiền, họ nghĩ rằng thiên mệnh chi vị tiền xuất tánh chi vị tiền tiền giả giã bất khả tu du ly giã khả ly phi tiền giã thiên mệnh gọi là tiền thuận theo tánh gọi là tiền tiền không thể rời xa chỉ trong khoảnh khắc có thể rời được chẳng phải là tiền phàm phu trong thế gian thường mắc phải vấn đề này họ chẳng phóng xả được chẳng có gì tệ hại nếu chỉ một mình quý vị là người bị tiền đầu độc nhưng quý vị muốn đầu độc con và cháu mình, thế nên quý vị đã dành dụm tiền bạc lại cho con trai con gái mình. Con của quý vị lại để dành tài sản lại cho con của nó, rồi lớp đó chuyển gia sản lại cho con cái của họ nữa, trao chuyển tiền bạc lại cho con cháu trước sau như vậy, cũng như bị đầu độc bởi một thứ không khí mà người ta không thể thở nổi. Điều này thật đáng sợ, do vậy nên ở đây tôi nói với quý vị rằng tiền bạc có chứa chất độc ở trong ấy vậy mà quý vị vẫn chưa tin vẫn muốn luôn có được nhiều tiền quý vị chưa bị nó làm hại nhưng sự độc hại đó sẽ ảnh hưởng đến con cháu nhiều đời sau trước đây tôi đã nói rất nhiều lần người ta cho rằng dành dụng tiền bạc là việc tốt nhưng những người đang tu đạo không cần thiết phải giữ tiền không cần phải để dành tiền bạc chúng ta không nên suy nghĩ tiền bất khả tu du ly dã mà phải nói lại câu đó là thiên mệnh chi vị pháp xuất tánh chi vị pháp pháp giả dã bất khả tu du ly dã khả ly phi pháp dã pháp nghĩa là gì quý vị trả lời tôi biết rồi đó là pháp của Phật của pháp và của tăng thực ra quý vị chưa hiểu gì nhiều nếu quý vị thực sự hiểu được quý vị đã không đánh mất pháp của chính mình Rốt cục pháp là gì? Pháp là khí chất sinh động của chúng ta, trên nó thông cả thiên đường, dưới nó thấu cả địa ngục. Đến mức chư Phật Bồ Tát cũng đồng một thể ấy với chúng ta, vì khí chất sinh động ấy của chúng ta quán thông tất cả. Khí này như hơi thở, Quan sát kỹ, ta có thể nhận biết được nó, bao trùm và điều động được khí ấy gọi là Pháp. Do vậy, chúng ta dứt khoát cần phải nuôi dưỡng khí chất này. Chúng ta không nên để thất tán, mà phải tu tập nuôi dưỡng khí này. Nên nói, tài bồi tâm thượng địa, hàm dưỡng tánh trung thiên. Nghĩa là, vun trồng mảnh đất tâm, nuôi dưỡng chân tánh trong sáng như bầu trời. Đây là nghĩa nuôi dưỡng khí chất của mình. Nếu quý vị muốn nuôi dưỡng khí chất của mình thì đừng có rời Pháp của mình. Tôi sẽ giảng cho quý vị nghe nhiều điều cần thiết và quan trọng của Pháp môn để tu tập. Nếu quý vị lắng nghe thì rất tốt. Nếu quý vị không muốn nghe cũng tốt. Dù sao tôi vẫn cứ nói, đó là gì? nếu quý vị muốn nuôi dưỡng khí chất của mình thì đừng nói nhiều